Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 47. Không phải chuyện đó phải hỏi nàng sao? Thẩm Tại Dã trầm giọng cất lời, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc, chuyện mình làm mà không biết sao. Đào Hoa giật mình, vội vàng dập đầu kêu oan, làm sao mà thiếp thân biết được? thiếp thân chưa bao giờ đến ôn thanh các, chính là để tránh tai vạ. Không ngờ thế nào vẫn bị đổ lên đầu thiếp thân. Giọng điệu kiều muốn tuổi thân bao nhiêu cũng có. Thẩm tại giã hô tay đập vỡ chén trà đặt bên cạnh, tức giận quát nàng còn dám ngụy biện. Một tiếng choảng vang lên, mảnh sứ bay khắp nơi, nước trà văng tung tóe. Mọi người đều bị cơn giận này làm cho sợ chết khiếp mà im bặt, mạnh thị thậm chí còn ngưng cả khóc giả, ngơ ngác nhìn y. Trước đó lúc có thai không thấy ra coi trọng đến vậy, không ngờ đến nay đứa bé không còn nữa, y lại tức giận như thế. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng rồi nghĩ lại, ra là người thâm trầm, có thể chỉ là không biết thể hiện ra thôi, nhưng vẫn rất coi trọng đứa bé đó. Nếu đã coi trọng thì lần này Khương Thị nhất định sẽ khó sống rồi đây. Mai Chiếu Tuyết liếc nhìn đào hoa đang quỳ, khẽ cất giọng, ra cũng phải cho Khương Nương từ cơ hội giải thích rõ chứ. Thẩm tại giá cười lạnh, Hoài Nhu ăn mận nàng ấy tặng, bây giờ đứa bé không còn, nàng ấy còn gì để giải thích chứ? Mận, đào hoa nghe vậy vội nói, đúng là thiếp thân đã gửi mận đến ôn thanh các, nhưng đó là do phu nhân dặn mà. Mai Chiếu Tuyết nghe vậy, vội vàng bước ra quỳ xuống, thiếp thân cũng có điều muốn nói về tiền căn hậu quả của chuyện này. Cách đây không lâu, cố thị đã đến viện của thiếp thân nói rằng Khương Thị quá ngạo mạn, không hỏi han gì đến việc muội ấy mang thai, ngay cả quà mừng cũng không có thiếp thân cũng cảm thấy như vậy không thỏa đáng nên mới gọi Khương Nương Tử đến, bảo muội ấy chuẩn bị một ít mận tặng cho cố thị để bày tỏ tấm lòng. Về việc mận đến từ đâu và được tặng như thế nào thì thiếp thân hoàn toàn không biết. Coi nàng ta trốn tránh trách nhiệm kia, còn sạch hơn cả bát đĩa mới rửa trong bếp nữa. Đào hoa chớp mắt, nói tiếp, lời phu nhân nói là sự thật. Thiếp thân cũng là làm theo lời dặn ra ngoài mua mận, hoàn toàn không mở ra mà để nguyên hình dáng được gói ở tiệm hoa quả sấy khô gửi đến ôn thanh các. Ý hai nàng là mận đó không có vấn đề gì, là vấn đề của chính cố thị. Thẩm tại giã nhún mày. Vừa nói xong, cố hoài nhu đang ở trong phòng liền khoác áo xông ra ngoài, nước mắt giàn rụa, xin ra hãy làm chủ cho thiếp thân. Mọi người đều bị giật mình, Việt đào bên cạnh nhanh chóng đưa tay đỡ nàng ta, để nàng ta quỳ xuống cạnh ghế của tướng ra khó khăn lắm thiếp thân mới có được đứa con mà cố hoài nhu khóc lóc điên cuồng kéo vạt áo của thẩm tải giã nhìn y vậy mà mất rồi chỉ ăn có hai miếng mận là mất luôn làm sao thiếp thân cam tâm làm sao an tâm được chứ nàng đừng sốt ruột thẩm tải giã cau mày đưa tay đỡ nàng ta dậy người vẫn còn yếu mau vào nằm đi ngài bảo thiếp thân yên tâm nằm nghỉ kiều gì đây cố hoài nhu bật khóc ngài vẫn luôn thích khương thị hơn nàng ta lại là người miệng trơn như bôi mỡ nếu nói ba câu liền khiến ngài tha cho nàng ta thì thiếp thân còn mặt mũi nào mà đối diện với đứa bé đã chết trong bụng mình. Tiếng gào thét của người mẹ mất con thật sự khiến người nghe đau lòng đến rơi nước mắt. Sắc mặt thầm tại giã càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn chầm chầm khương đào hoa càng thêm sắc bén. Yên tâm đi, nếu thật sự tìm ra hung thủ, bất kể là ai cũng sẽ chỉ có kết cục bị đuổi khỏi phủ. Y nói, cho dù là Khương thì cũng sẽ như vậy. Đào hoa run run, miệng mếu máu, nhưng thiếp thân thật sự bị oan, mận đó là mua từ tiệm hoa quả khô lưu ký, thanh đài vẫn luôn cầm trong tay chưa bao giờ mở ra, thiếp thân có thể động tay vào kiểu gì. Vừa nghe thấy mấy chữ tiệm hoa quả khô lưu ký, lông mày của mạnh chăn chăn liền dựng lên, kinh ngạc liếc nhìn đào hoa. Thẩm tại giã cao mày, có ai có thể chứng minh nàng chưa từng mở ra không? Có, đào hoa chỉ sang bên cạnh, thanh đài. Nó là nha hoàn của nàng, không thể làm nhân chứng thẩm tại giã cười lạnh không còn ai khác sao đào hoa cao mày ngã ngồi xuống sắc mặt hơi tái nhợt đúng là không còn ai khác nhưng được rồi nàng không cần nói nhiều thẩm tại giã đứng dậy liếc nhìn nữ nhân trong phòng một lượt trầm giọng nói chuyện này liên quan đến đứa con nối dõi đầu tiên của ta nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành sẽ không vụ oan cho ai cũng sẽ không dễ dàng tha cho ai nếu đại phu vẫn còn đang kiểm tra xem trong mận có gì Vậy thì tạm thời sẽ nhốt Khương thị vào Tĩnh Giả Đường trước. Mai thị sừng sốt, trực tiếp nhốt vào đấy luôn sao? Ừm, Thẩm tải giả nói, rồi phái người đến tiệm hoa quả khô điều tra, đồng thời bắt cả nha hoàn của Ôn Thanh Các để thẩm vấn. Đợi có tiến triển rồi nói tiếp. Nói xong, y nhìn Cố Hoài Nhu, "Nàng nghỉ ngơi đi." Tĩnh Giả Đường nói là Phật Đường nhưng cũng là nơi thường xuyên giam giữ những thê thiếp phạm lỗi, ban đêm lạnh lẽo đáng sợ. Ngay cả Gia Nô cũng không muốn đi ngang qua. Trước khi chân tướng được sáng tỏ, Gia cho Khương Thị đến đó vậy thật sự là trí công vô tư rồi. Cố Thị nghe xong cũng hài lòng, hành lễ với y rồi nhưng đầu nhìn Khương Đào Hoa bị Gia Nô dẫn đi. Gia, Đào Hoa vẫn ra vẻ dễ dụa một hồi, vẻ mặt thống khổ, vậy mà ngài lại không tin thiếp thân, tình cảm giữa thiếp thân và ngài thời gian qua lẽ nào cũng không có ý nghĩa gì sao. Sao, sao, sao? âm thanh vang vọng khắp đình viện. Thẩm tại giã quay mặt đi không nhìn nàng, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Mọi người chứng kiến điều này cũng lập tức hiểu rằng thẩm tướng ra không hề quan tâm đến ai cả. Khi không có gì thì hết mực sủng ái, một khi có chuyện thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Nam nhân như vậy thật quá tàn nhẫn. Mai Chiếu Tuyết đứng dậy ra hiệu cho việc đào diều cố thị vào phòng, sau đó nhìn thẩm tải giã nói, gia cũng không cần quá đau lòng, rồi sẽ có con nối dõi thôi. Nàng bảo ta không đau lòng kiểu gì thầm tại giã cao mày trong mắt hiện lên vẻ bi thương vông tay áo bước ra ngoài tần thị nhìn thấy lắc đầu tấm tắc trong viện của chúng ta vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy chẳng trách ra tức giận nếu hung thủ thật sự là khương thị không biết nước triệu đứng sau có thể cứu được nàng ta hay không mai chiếu tuyết thở dài khẽ giọng làm sao mà cứu được cùng lắm là nề mặt liên hôn giữa hai nước mà không tính toán thôi nếu là người khác chắc chắn sẽ liên lụy đến gia tộc. Mạnh chăn chăn vốn đã hồn vía lên mây, nghe thấy lời này thì mặt tái nhợt, vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay. Mạnh nương tử làm sao vậy? Tần giải ngữ nhìn sang, tò mò nhìn nàng ta, hôm nay sắc mặt nương tử hình như không được tốt. Đổ mồ hôi ướt hết rồi kìa. Trời hơi nóng, mạnh thị cúi đầu, vội nói, ở đây cũng không còn chuyện gì, thiếp thân xin phép cáo lui trước, ở nhà còn có đồ chưa thêu xong. Mai thị gật đầu, nhìn nàng ta rời đi, thản nhiên nói, sao giống như đang trột giả vậy. Đám người ở bên cạnh ngó xem, hình như đúng là như vậy. Trước đó vẻ mặt mạnh thị vẫn còn đang xem náo nhiệt, nhưng giờ sao lại có chút hoảng hốt. Khương Đào Hoa bị gia nô dẫn đi một lèo đến tĩnh dạ đường. Lúc cửa đóng lại, Thanh Đài bình tĩnh bắt đầu dọn dẹp phòng ốc để chủ tử nghỉ ngơi đêm nay. Sao hôm nay không hỏi ta tại sao nữa? Đào Hoa có nhìn nha hoàn này với vẻ đầy hứng thú. Thành Đài đáp, dù sao mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu của chủ tử, nô tỳ có hỏi cũng bằng thừa, chi bằng làm tốt bổn phận của mình cho rồi. Cuối cùng cũng thông minh hơn rồi đấy. Đào Hoa hài lòng gật đầu, chúng ta ở đây hai ngày, hai ngày nữa sẽ có thể về rồi. Đến chuyện này cũng có thể dự liệu. Thành Đài khượng lại, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu hỏi, tại sao? Đào Hoa cười lớn, cầm chiếc đệm hương bổ bên cạnh ngồi xuống nhỏ giọng nói bởi vì sau lưng chủ tử nhà người không có gì nhưng người khác thì chưa chắc tướng ra muốn thứ gì thì chỉ có thể lấy từ chỗ của người khác chứ không lấy được từ đầu chủ tử nhà ngươi thanh đài vẫn là hỏi cũng như không trong sảnh phụ của tính dạ đường chỉ có một chiếc giường thanh đài vẫn có chút u sầu không biết đêm nay nên ngủ ở đâu tuy nhiên chủ tử nhà nàng đã nhanh chóng mang tất cả những chiếc đệm bề hương trong sảnh chính đến và ghép chúng lại thành một chiếc giường nhét rẻ rách vào giữa rồi trải một chiếc chăn bông lên trên, thế là xong. Chủ tử, thành đài vô cùng cảm động, người nghĩ cho nô tỳ như vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa, đây là giường của ta. Đào hoa chớp chớp mắt, chiếc giường gỗ kia cứng quả, ta không quen, người đến đó ngủ đi. Cái gì, thành đài sừng sốt, nhìn chiếc giường thượng hạng bên cạnh chắc không cứng đâu. Không cứng, nhưng chủ tử nhà ngươi thích mềm hơn, đào hoa lăn lộn trên đệm bề hương, búng nhảy mấy cái, nhờ mắt nói quyết định vậy đi. Thanh đài, đúng là thói quen kỳ lạ, thầm tại giã đang ngồi trong lâm vũ viện, nghe chạm lư kể lại tình hình tĩnh dạ đường, không khỏi bật cười. Mang cho nàng ấy thêm hai cái chăn bông, ban đêm trời vẫn hơi lạnh. Nô tài hiểu rồi, chạm lư gật đầu, nhưng ngài định nhốt khương nương tử bao lâu. Hai ngày là đủ rồi, thẩm tại giã nói, người đi làm chút chuyện, hai ngày sau, tội danh này sẽ có người khác gánh. Trạm lư nhận lệnh lui xuống, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái. Chủ tử nhà mình và Khương Nương Tử trước đó hình như cũng không thương lượng nhiều như vậy, sao lúc hành động lại như thể biết rõ suy nghĩ của đối phương mà hiểu ý nhau đến thế. Một ngày sau, Mạnh chăn chăn vẫn đứng ngồi không yên trong phòng, vẫy tay gọi nha hoàn đến hỏi có phải cách đây mấy ngày bên lưu ký có gửi mất hoa quả đến không? Nhà hoàn gật đầu, vâng, không phải người bảo nô tỳ cất đi sao? Các người lấy ăn đi. Mạnh thị buồn bực, ta cứ cảm thấy bên đó sắp xảy ra chuyện, sớm ăn hết sớm yên ổn. Nô tỳ hiểu rồi, nhà hoàn đáp lời, vui vẻ đi xuống lấy mứt hoa quả phân phát khắp nơi như ban ân huệ. Kết quả là ân huệ này đã phát đến đầu chạm lư. Ở đâu ra vậy, chạm lư hỏi. Tiểu nha hoàn cười tít mắt, chủ tử nhà ta thường đó, huynh ăn thử mấy miếng đi, ngon lắm luôn. Chạm lư nhón lấy miếng mứt, mỉm cười vân vê một hồi mới đưa tay nhét vào miệng tiểu nha hoàn đó, ta còn có việc, không thể ăn mấy thứ này, các người ăn đi nhé. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn đỏ mặt, nhìn bóng lưng của trạm lư một lúc rồi quay về phòng mình. chương 48 Nhưng, nha hoàn khóc lóc thảm thiết, nô tỳ đau sắp chết rồi. Tại mới uống thuốc xong, không chừng một lát sẽ có tác dụng thôi. Người cố chịu một chút. Tiểu nha hoàn dáng nhịn, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lông mày cũng ngày càng nhíu chặt. Sáng hôm sau, trong Nguyễn Ngọc Các truyền ra một tiếng hét lớn. Có nha hoàn loạn trọn chạy ra, vừa chạy vừa hét có người chết. Trong Nguyễn Ngọc Các có người chết. Thẩm tại giã vừa thức dậy, đang thay y phục thì nghe thấy động tĩnh ồn ào bên ngoài, không khỏi liếc nhìn chạm lư ở bên cạnh. Chạm lư cao mày, không dùng đòn chí mạng, không đến mức sẽ chết người. Chút thuốc đó, tìm đại một đại phu là có thể cứu sống, sao có thể chết được. Thẩm tải giã khẽ mím môi, chuẩn bị xong xuôi, mở cửa bước ra ngoài. Chạm lư đi theo bên cạnh, vừa đi vừa nói nhỏ, những chuyện còn lại đã thu xếp thỏa đáng, cũng đã thông báo cho phía đại phu biết, mướt trái cây và mận ở bên đó đều được trộn với sung ý tử, có hại cho người gan thiếu máu và thai phụ. Thẩm tại giã gật đầu, vừa bước vào nhuyễn ngọc các liền thấy mạnh chăn chăn đang lao tới. Ra! nàng ta dưng dưng nước mắt, có người muốn hại Nguyễn Ngọc Các của ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp thân. Tiến về trước hai bước, thầm tại giã chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn nàng ta, là có người muốn hại nàng, hay là nàng muốn tự làm khó mình. Sùng ý tử cũng không phải là độc dược gì, nha hoàn của nàng bị gan tiếu máu không được ăn, nhưng nếu chữa trị kịp thời thì sao lại mất mạng được. Mạnh thị mở to mắt, lắc đầu như chống bỏi, ra, ngài đừng nghe người ta nói bậy. Thứ tiểu tinh ăn không phải là sung úy tử. Sung úy tử sao có thể độc chết người được? Thẩm tại giã nhướng mày, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Đại phu đứng một bên, trong tay vẫn đang cầm nửa gói mứt hoa quả, thấy y nhìn sang thì vội hành lễ, lão phu đã kiểm tra rồi. Trong chỗ mứt hoa quả này không có thứ gì khác, chỉ là có thể vô tình trộn lẫn không ít sung úy tử trong lúc ngâm. Trong mận của cố nương tử cũng có thứ này. Bỏ vào trong lúc ngâm, thẩm tại giã khẽ ít vào một hơi, người chắc chắn không phải chỉ rác lên bề mặt thôi không phải đại phu lắc đầu nếu là rác lên bề mặt thì bên trong mứt và mẫn chắc chắn sẽ không có nhưng lão phu đã kiểm tra rồi dù cắt mứt ra thì thịt quả bên trong vẫn có mùi sung úy tử nên chỉ có thể là cho vào trong lúc ngâm sung úy tử hẳn là có vị hơi đắng thẩm tại giã quay đầu nhìn mạnh chăn chăn lúc các ngươi ăn không nhận ra sao mạnh thị đờ đẫn lắc đầu nàng ta không hề ăn làm sao biết những nha hoàn khác cũng không nhận ra. Xem ra ta đổ oan cho đào hoa thật rồi, ánh mắt thầm tại giã sâu thẳng, đứng dậy khẽ quát chám lư. Có nô tài, đến kinh đô nha môn báo án, bắt cả ông chủ và trường quỹ của tiệm hoa quả khô lưu ký. Vâng, mạnh thị sợ đến độ chân mềm nhũn suýt thì không quỳ vững, vội kéo vạt áo của thầm tại giã ra. Cửa tiệm lớn như lưu ký sao lại cho thứ như vậy vào trong lúc ngâm chua có rất nhiều người mang thai đến mua mứt mua mận, sao chỉ có mỗi tướng phủ chúng ta là xảy ra chuyện. Sao nàng biết chỉ có tướng phủ xảy ra chuyện, Thẩm tại giã hờ lạnh, có thể ngoài kia còn có người vô tội gặp tai ương, có điều những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là phủ của ta đã mất đi hai mạng người, một trong số đó là trường tử tương lai của ta. Nói xong, mày hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn nàng ta, lưu ký có quan hệ gì với nàng sao? Mạnh chăn chăn há miệng, không biết nên nói hay nên giấu, lo lắng đến mức bật khóc. Thấy nàng ta không lên tiếng, thầm tại giã dường như cũng không đủ kiên nhẫn để hỏi nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, chuẩn bị thượng chiều. Tướng ra vừa đi, trong phủ bỗng chốc biến thành một nồi cháo, mạnh thị bất chấp xông đến lăng hàn viện, nắm đầu tần giải ngữ đòi đánh nhau. Đồ tiện nhân này, hại một mình ta vẫn chưa đủ, còn muốn hại cả nhà ta. Mới sáng sớm đã ẩm ý hết cả lên, khiến Mai Chiếu Tuyết đang ngồi uống trà bên cạnh sợ hãi, ngơ ngác nhìn hai người họ, nhất thời quên bảo nha hoàn tiến lên kéo người về. Tần giải ngữ đâu có dễ chọc vào, tự dưng bị người ta túm tóc, lập tức đá vào bụng mạnh thị khiến nàng ta lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất. Đồ chua ngoa này, sao không tiếp tục giả vờ yếu đuối bệnh tật nữa đi? Dùng sức mạnh quá vậy, tần giải ngữ tức đỏ cả mắt, vừa chửi vừa tiến tới, tóm lấy mạnh chăn chăn tát cho hai cái hai người tiếp tục rằng co, kéo đồ giật tóc, chửi thề, không ai chịu nhường ai, lực tay cũng gọi là ngang sức ngang tài. Chủ tử các viện đều chạy đến xem náo nhiệt, liễu thị xem mà không khỏi bật cười, đây là đang làm gì vậy? Mai chiếu tuyết mím môi, thấy đã hòm hòm rồi, liền sai người tiến lên tách hai người ra, xa sầm mặt còn chút phép tác gì không hả? Thấy cả nhà sắp phải gặp hỏa, ta còn cần phép tác gì nữa chứ? Mạnh chăn chăn hai mắt đỏ hoe, hung hăng nhìn tần giải ngữ, bình thường chỉ ở quy mô nhỏ, cùng lắm là khiến ta chịu khổ một chút. Nhưng ta thật sự không ngờ lòng giả ngươi lại độc ác như vậy, rốt cuộc người nhà ta đã đắc tội gì với ngươi. Tần giải ngữ chỉnh lại siêm y, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nghe không hiểu, mạnh thị cười khầy, lần trước ngươi còn cười nhạo cha ta vì cưới một cô vợ lễ trạc tuổi ta, lần này lại nhắm đến tiệm hoa quả khô lưu ký do ca ca nàng ta mở, vậy là quá rõ ràng rồi. Làm ăn chính đáng, tự dưng ai lại đi trộn sung ý từ vào mứt hoa quả làm gì? Từng nước cờ của ngươi đi rất hay, còn kéo cả Khương thị xuống nước. Tần Giải ngữ cười khẽ, trong mắt có chút đắc ý, "Ngó Mạnh thị, người nhà mình làm ăn đen tối lại đi đổ lỗi cho ta." "Sao hả? Không lẽ ta còn thần thông quảng đại, đến nơi nhà ngươi ngâm trái cây để cho thuốc vào?" "Đừng đùa nữa. Ngươi," Mạnh thị tức đến phát khóc, nhưng lại không thể làm gì được nữ nhân trước mặt. Cãi đủ chưa? Mai chiếu tuyết xa sầm mặt, ấn chén trà xuống bàn. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chân mạnh thị nhũn xuống, quỳ gối trước phu nhân, nghẹn ngào nức nở xin phu nhân cứu mạng. Mai chiếu tuyết xoa xoa ấn đường, chuyện đã đến nước này, người muốn ta cứu mạng kiểu gờ. Trước đó ra đã nói rồi, nếu tìm ra hung thủ, bất kể là ai cũng đều sẽ phạt nặng, tuyệt đối không tha. Bây giờ cửa tiệm của nhà ngươi có vấn đề, còn không chỉ là một mạng người, ngươi bảo ra phải làm sao ta mạnh thị cảm thấy vô cùng ngoan uồng làm sao ta biết nha hoàn đó ăn vào lại chết được sùng ý từ cấm dùng cho thai phụ và người bị gan thiếu máu nha hoàn đó của ngươi vì vẫn là cô nương nên chắc chắn bị gan thiếu máu ăn một chút cũng không đến mức mất mạng lẽ nào ngươi không mời đại phu cho nó sao mạnh thị mím môi chột giả cúi đầu liễu hương quân ngó thấy che miệng lẩm bẩm thật là tàn nhẫn người ta vốn dĩ không cần phải chết, vậy mà lại bị chủ tử của mình hại chết. Gieo gió gặt bão, mai chiếu tuyết lắc đầu, tốt nhất ngươi nên về đi, đợi ra hạ chiều đến xử lý. Phu nhân, nước mắt tuôn trào, mạnh thị hòa khóc, lùi một bước mà nói, cho dù thật sự là lỗi của lưu ký thì cũng không liên quan gì đến ta, đó là đồ của lưu ký, cùng lắm là cha ta bỏ người đàn bà đó. Những lời này ngươi giữ lại để nói với ra đi, mai chiếu tuyết lắc đầu, Nhìn nàng ta bằng ánh mắt thương hại, ta không giúp gì được cho ngươi đâu. Trong lòng mạnh thì cũng biết dù có giúp được thì phu nhân cũng sẽ không giúp. Nhưng nàng ta thật sự cùng đường rồi, chỉ có thể ngồi đây khóc mà thôi. Thẩm Tại Giả đã đứng trên chiều đường, sau khi bẩm rõ một loạt chuyện quan trọng với bệ hạ, sắc mắt không tốt lắm đứng sang một bên. Hoàng đế quan tâm nhìn y, nghe nói thẩm ái khanh mất một đứa con, cũng thật đau lòng, hãy nén bi thương. Đa Tạ Hoàng thượng quan tâm. Thẩm Tại giả thở dài, vì thần vẫn muốn đòi lại công bằng cho đứa trẻ vô tội đó. Đó là điều đương nhiên. Hoàng đế gật đầu. Nếu thật sự có người lòng giả độc ác như vậy, đừng nói là khanh, chấm cũng không chịu nổi. Hiện tại trong triều đình cũng chỉ có một mình Thẩm Tại giả có thể kinh động Hoàng thượng chỉ về chuyện gia đình. Trong lòng văn võ bá quan đều có tính toán. Những người có liên hôn với thẩm phủ đứng gần đó cũng không tránh khỏi bất an. Sau khi hạ triều thẩm tại giã bị ba lớp người vây quanh mọi người đều quan tâm hỏi chuyện đứa trẻ đã mất là như thế nào thẩm tại giã chỉ hờ hững nói một câu tại hạ đã sai người đi bắt hung thủ rồi nhất định sẽ tìm ra chân tướng về phần những người có liên quan đến hung thủ thẩm mỗ cũng chắc chắn sẽ không tiếp tục giữ lại trong phủ tất cả đều kinh ngạc ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng vẫn cầu nguyện xin đừng là con gái nhà mình mạnh đại nhân thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn người đàn ông béo ụ đứng bên cạnh, trên mặt không có lấy một nụ cười, lần này sợ là ngài phải nói chuyện tử tế với ta rồi. Mạnh thái bộc sừng sốt, sau khi hiểu được ánh mắt của y, sắc mặt lập tức trắng bệch. Những người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, lần lượt cáo từ đi trước, để lại một mình mạnh thái bộc nơm nớp lo sợ nhìn thầm tại giã. Thừa tướng, tiệm trái cây sấy khô lưu ký, hại ta mất đi trường tử đã đành, đêm hôm qua lại chết thêm một nha hoàn y cúi đầu, quay mặt về phía ánh nắng, trông vô cùng u ám, món nợ này ta sẽ tính rõ ràng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 49. Tốt lắm, thẩm tại dã dẫn hắn vào trong viện chính ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, nếu còn có chuyện phạm pháp như vậy, lại làm hại mạng người, vậy đại nhân hãy lập án, xem thử định tội danh gì đi. Kinh Triệu Doãn là người sáng suốt, nhìn sắc mặt thừa tướng, lập tức nói, giết người là chuyện lớn chủ tiệm nhất định sẽ phải đền mạng. Về phần trốn thuế, thừa tướng thấy có nên điều tra thêm không? Đương nhiên là phải điều tra. Thẩm tại giã thẳng thắn nói, ngài chỉ cần điều tra, nếu có tảng đá nào chắn đường thì cứ việc đá vào phủ thừa tướng ta. Hạ quan tuân mệnh, kinh triệu doãn nhận lệnh rời đi, thẩm tại giã ngồi trong phòng đợi. Quả nhiên không lâu sau, mạnh chăn chăn liền khóc lóc chạy tới. Ra, nàng ta vừa bước vào liền quỳ xuống, hai mắt sương húp, muôn phần đáng thương ngừng đầu nhìn y, xin ra khai ân. Người ngâm trái cây cũng không phải là chủ tiệm lưu ký, sao có thể định tội họ giết người được chứ? Thẩm tải giá cúi đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt lạnh lùng, nếu nàng không đến thì suýt nữa ta quên mất, chủ tiệm lưu ký có quan hệ thông gia với nhà nàng phải không? Mạnh chăn chăn giật mình, vội nói, đúng là vậy, nhưng muội muội của hắn cũng chỉ là một thiếp thất của phụ thân thiếp thân, quan hệ cũng không thân thiết thẩm tại giã hơi nheo mắt ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta vậy mà lại có mối quan hệ như thế lúc đầu ta còn không biết đấy vốn còn thắc mắc sao lưu ký lại cho sung ý tử vào trái cây giờ thì đã hiểu ra rồi nói vậy nghĩa là sao cơ thể mạnh thì cứng đờ ngơ ngác nhìn người trước mặt phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại hai mắt mờ to ra chuyện này không liên quan gì đến thiếp thân cả nàng cho rằng ta sẽ tin sao thẩm tại giã đứng dậy nhìn nàng ta, các nàng làm gì trong hậu viện này ta đều biết rõ, bình thường không muốn quan tâm nhiều, nhưng không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chăn chăn, điều luật đầu tiên của đại ngụy là giết người đền mạng, nàng biết không? Mạnh chăn chăn hít một hơi khí lạnh, không còn khóc được nữa, thiếp thân không có. Nhà hoàn của nàng chết trong tay nàng, thẩm tại giã nhắm mắt lại, còn đứa con đầu lòng của ta cũng gián tiếp chết trong tay nàng, nàng nói xem ta nên xử nàng sao đây. Không, mạnh chăn chăn hoàng sợ, đưa tay kéo vạt áo thầm tại giã, ánh mắt khẩn thiết ra, thiếp thân hầu hạ ngài cũng đã lâu, lẽ nào ngài nghĩ thiếp thân sẽ giết người sao? Vùng tay áo hất nàng ta ra, thầm tại giã nhấc chân đi ra ngoài, chạm lư, gọi người của nha môn đến đây. Ra, mạnh thị hét to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lẽ nào ngài không có chút tình cảm nào với thiếp thân sao? Dù sao thiếp thân cũng từng hầu hạ ngài, sao ngài có thể vô tình như vậy? thầm tại giã mím môi, quay lại nhìn nàng ta, do dự một lúc rồi kiềm nén thở dài. Thôi bỏ đi, chăn chăn, nàng hãy tự quay về mạnh ra đi. Niệm tình thời gian qua, ta sẽ không truy cứu những chuyện còn lại nữa. Mạnh thị ngơ ngác ngã xuống đất, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Thế này gọi là gì? Y muốn đuổi nàng ta ra khỏi phủ nhưng hóa ra lại thành ban ơn. Còn nàng ta vậy mà lại cũng không biết phải nói gì để phản bác sao lại trở thành như thế này chứ? Ra, trong lòng rối bời hồi lâu, mạnh thị miễn cưỡng đứng dậy, dưng dưng nước mắt nhìn y, thiếp thân có thể rời khỏi tướng phủ, nhưng ngài có thể. Có thể khoan dung tha cho người nhà của thiếp thân được không? Thẩm tại giã cao mày, ánh mắt rơi trên mặt nàng ta, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Đa tả ra đã ban ơn, mạnh thị khom lưng hành lễ, lại chậm rãi đứng dậy, nắm tay nha hoàn, loạn trọng bước đi như người mất hồn. Buổi chiều, nắng vừa phải. Thẩm Tại Dã mở cửa tĩnh dạ đường. Khương Đào Hoa đang nhìn bắp cải và đậu hũ trên bàn thở dài, nghe thấy tiếng động, vội vàng quay đầu lại. Ra, nhìn rõ người đến, nàng vui mừng bay vào lòng Thẩm Tại Dã như một con diều, ôm lấy eo người ta bắt đầu nũng nịu. Thiếp thân có thể ra ngoài được chưa? Thẩm Tại Dã ngó nàng, hờ hững nói chưa, ta chỉ đến xem thử thôi. Nói dối, Đào Hoa nhăn mũi nếu chuyện còn chưa kết thúc ngài cũng sẽ không rảnh mà tới đây nếu chuyện đã xong rồi ngài còn nỡ nhốt tiếp thân ở đây gặm cà rốt với bắp cải sao vừa nói vừa vặn vẹo cơ thể đến mức khiến thầm tải giã suýt thì không làm mặt lạnh được nữa khương đào hoa đứng thẳng dậy nói chuyện đàng hoàng vâng đào hoa lập tức thu hai tay lại đặt sau lưng cười tít mắt nhìn y ánh mắt sáng người thiếp thân chúc mừng ra bước vào sảnh chính thầm tại Dã khẽ hừ một tiếng, đóng cửa lại, nàng lại chúc mừng ta chuyện gì. Chúc mừng ra đã đạt được ý nguyện, đào hoa đi theo sau, bám lấy y như một miếng kẹo mè sừng, bây giờ chuyện đã xong, người cần rời phủ chắc chắn cũng đã đi, ra cũng có thể giải quyết được mối quan hệ cần phải giải quyết rồi. Ồ, thầm tại giả ven áo tròn ngồi xuống đệm hương bồ, liếc mắt nhìn nàng, nàng lại biết ra muốn chấm dứt quan hệ với ai rồi. Chuyện đó đơn giản quá mà chắc chắn là mạnh ra rồi. Đào hoa thản nhiên nói, nếu không phải mạnh ra, sao ngài còn để thiếp thân tặng mận cho cố thị? Rõ ràng là giúp mai chiếu tuyết một tay, lừa cả cố thị và mạnh thị. Ánh mắt thầm tại giã tối sầm, trong lòng có chút không vui, nhìn nàng một hồi, cuối cùng mới nói, nàng đó, lần nào cũng nói những lời không rõ ràng, suy đoán tâm tư của ta một cách mù quáng hôm nay nàng hãy nói cho rõ ràng để ta xem thử rốt cuộc là nàng thật sự đã nhìn thấu điều gì hay là chỉ đang giả vờ hiểu đào hoa cũng ngồi xuống bên cạnh chớp mắt với y ngài đang ra để cho thiếp thân đấy à vậy nàng có trả lời được không trả lời đúng có thưởng không tất nhiên vậy thì được đào hoa ngồi xếp bằng nhặt một cành cây nhỏ vẽ xuống khoảng trống trước mặt thiếp thân đã suy nghĩ hai ngày nay sự việc hẳn là như thế này cố thị vẫn chưa chắc chắn có thai phu nhân đã giúp nàng ta giải quyết xong chuyện này trước, khiến cố thị cưỡi hổ khó xuống. Sau đó bảo thiếp thân đi mua mận cho nàng ta. Về phần mận, cũng không biết thật sự có vấn đề gì không, nhưng việc cố thị xảy thai liên quan đến lưu ký, mà lưu ký lại là thông gia của nhà mạnh thị, Gia liền tận dụng cơ hội hỏi tội mạnh gia và tống cổ mạnh thị về lại mạnh phủ. Đây có lẽ là mục đích ban đầu của gia. Thẩm tại giã cục mắt lắng nghe, ánh mắt rơi vào sơ đồ quan hệ nàng vẽ dưới đất, nhìn chằm chằm đường kè giữa mình và Mạnh Thị, khẽ hỏi, nàng nghĩ tại sao ta lại muốn chấm dứt mối quan hệ với Mạnh Thị. Làm sao thiếp thân biết được, đương nhiên ra có tính toán riêng, thiếp thân cũng không nên can thiệp. Đào hoa mỉm cười vẽ dấu chấm hỏi lên tên của cố thị. Nhưng ở đây có hai điểm nghi ngờ, thiếp thân muốn thỉnh giáo tướng ra. Còn có chuyện nàng không thể đoán được, thẩm tại giã cuối cùng cũng tìm được chút tự tin, nàng hỏi đi. Thứ nhất, Cố thị có thật sự mang thai không? Đào Hoa nghiêng đầu nhìn y chăm chú, Thiếp thân luôn cảm thấy cái thai của nàng ta rất kỳ lạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh, ra cũng không vội vàng chút nào. Thẩm tại dã hơi nhíu mày, không trả lời nàng mà hỏi ngược lại thứ hai là gì? Thứ hai, trong mứt trái cây của Lưu ký có sung ý tử thật không? Khương Đào Hoa nghiêng đầu, mỉm cười như hiểu rõ, sung ý tử là một vị thuốc đắng, cũng không phải cố thị không có lưỡi nếu thật sự ăn nhiều mận như vậy thì sao có thể không nếm ra được mận có vấn đề nàng vẫn nắm được mấu chốt thẩm tải giã nhếch môi cười đưa tay nhéo cầm nàng hôn thật khẽ việc đã xong rồi nàng cũng nên ngoan ngoãn trở về tranh xuân cắt đi không cần phải lo lắng những chuyện khác đào hoa chán ghét đưa mu bàn tay lên lo miệng mỗi lần chột dạ ngài đều dùng chiêu này nhìn động tác của nàng sắc mặt thẩm tải giã tối sầm có phải tay nàng hơi bị dư thừa không Chi bằng. Không dư thừa, không dư thừa. Đào hoa giật mình, lập tức phản ứng lại, ôm lấy khuôn mặt của người trước mặt, hôn một cái chụt. Ngài xem, nếu không có tay, thiếp thân sẽ không thể ôm ngài được. Thẩm tại giả, Mùi hương ấm áp sộc thẳng vào mũi khiến y cảm thấy dễ chịu. Nhưng sao nha đầu gan to tài trời này cứ luôn không biết xấu hổ như vậy. Y khẽ ho một tiếng, đứng lên, nghiêm mặt nói, đừng luyên thuyên nữa, quay về thu dọn đi thỉnh an phu nhân. Thiếp thân biết rồi, đào hoa cười nham nhở, tối nay ngài có tới tranh xuân các không? Thiếp thân có thể xoa bóp giúp ngài. Liếp nàng một cái, thầm tại dã không trả lời, vất tay áo rời đi. Đào hoa cười híp mắt nhìn y đi xa, vươn vai gọi thanh đài, đi thôi, về ăn thịt cho đã. Thanh đài đỏ mặt tía tai trốn trong góc đáp lời, đếm ngón tay tính thời gian. Hôm kia bị nhốt vào đây cũng vào khoảng thời gian này, vừa đúng hai ngày. chương 50 Thì ra là vậy, chạm lư cười nói, ở hiền gặp lành, ở ác gặp giữa. Chỉ là xem nó đến lúc nào thôi. Nói xong, tiếp tục thúc ngựa đi về phía tướng phủ. Thẩm tại giả đã có chứng cứ cho thấy mạnh thái bộc thông đồng với du vương tham ô, chỉ là cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi nào vạch trần và vạch trần như thế nào. Chạm lư trở về, trực tiếp truyền lại tin tức nghe được trên phố cho y, cuối cùng chắp tay nói, trước đây nô tài đã từng đến trường đua ngựa, người dân ở đó rất kín tiếng, nhưng hình như trong dân gian có rất nhiều người biết về vụ này. Như vậy cũng tốt, thẩm tài giã khẽ mỉm cười, vuốt phé bức thư trên bàn, nếu ông trời giúp chúng ta thì chúng ta cũng phải thuận theo ý trời mới được. Chảm lư cũng cười, cúi đầu định nói thêm thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ra, hôm nay Khương đào hoa mặc một chiếc váy màu hoa đào. Cả người sáng ngời trói mắt, giống như một con bướm nhỏ tới, cho mượn chỗ của ngài lánh nạn với. Khóe miệng co giật, sắc mặt thầm tải giã tối sầm, ta có từng nói nàng không được tự ý vào thư phòng chưa? Đào hoa đóng cửa lại, quay đầu nhìn y với vẻ mặt ngây thơ chưa? Thầm tải giã thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, vậy bây giờ nàng nghe đây, sau này vào thư phòng phải có sự cho phép của ta, không được trực tiếp xông vào như vậy. Biết rồi, đào hoa nhìn ra bên ngoài, quay người chạy về phía y. Thẩm tải giã nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ mọi thứ trên bàn. Nàng đang trốn gì đó, y bình tĩnh hỏi. Khương đào hoa cũng không để ý tới y, khẽ thở dốc còn trốn gì nữa. Mấy nương tử và thị y của ngài đều muốn tìm thiếp thân nói chuyện, thiếp thân trốn ở đâu cũng bị phát hiện. Nghĩ lại thì vẫn chỉ có chỗ của ngài là an toàn. Thẩm tải giã thoáng kinh ngạc nhìn nàng, nói chuyện thì có gì mà phải trốn cũng phải xem họ nói gì chứ nhắc đến chuyện này đào hoa càng thêm tức giận thiếp thân là nạn nhân bị vu oan đã không thăm hỏi thì thôi để ta được yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày không được sao cứ phải đến chia rẽ mới chịu ai cũng nói là có người bất mãn với ta bảo ta sớm có dự định ôi trời ơi còn có thể có dự định gì không lẽ nửa đêm sách đao đi chém chém hết những kẻ đã uy hiếp ta sao trạm lư ngây người kinh ngạc nhìn nàng đùa thôi đừng tưởng là thật đào hoa cười tô tét với hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bưng chén trà đặt trên bàn của thẩm tại dã lên uống thiếp thân chỉ trốn nửa canh giờ thôi tuyệt đối không quấy dày ra ra cứ làm việc tiếp đi thẩm tại giã liếc nàng đau đầu xoa xoa đầu tự hỏi sao lại có một oan gia như vậy chứ nàng ở đây làm sao y có thể tự tin làm việc được chạm lư người ra ngoài tiếp tục thu thập đồ đạc đi thẩm tải giã thở dài chấp nhận số phận dặn dò chạm lư xong bỏ tất cả đồ trong tay vào trong hộp khóa lại, sau đó mới ngẩng đầu tiếp tục ứng phó người ở trước mặt. Trong thư phòng này không có lấy một cái tủ, lát nữa nếu bọn họ tìm đến, nàng cũng sẽ không có chỗ trốn. Không sao, đào hoa nói, không phải cần sự cho phép của ngài mới vào được đây sao? Ngài không cho bọn họ vào là được rồi. Nói cũng đúng, thầm tại giã cười khẽ, đang định khen nàng thông minh thì chạm lư lại quay trở lại. Ra, trong giọng nói có chút hoảng sợ, chạm lư đẩy cửa ra, cảnh vương ra đến thăm. Cái gì? Thẩm tại giã giật mình, vô thức nhìn người bên cạnh đi mau. Đào hoa cũng giật mình, vội vàng sách váy định lao ra ngoài. Chạm lư tái mặt, vội gọi, người đã vào phủ rồi, khương nương tử đừng chạy lung tung. Nhanh vậy sao? Đào hoa lập tức dừng lại ở lối vào lâm vũ viện, thò đầu ra nhìn. Quản gia dẫn người đi vòng qua hoa viên tiền viện, đã đi về hướng này rồi. Vào đi, thẩm tại giã khe quát, sách đào hoa lên ném ra sau một cách phóng khoáng. Sau đó chỉnh lại áo bào, bình tĩnh đi đón cảnh vương. Hôm nay trông mục vô ngân rất vui, trên mặt đầy ý cười nhã nhặn, vừa nhìn thấy thẩm tại dã liền chắp tay hành lễ, tướng ra, mạo muội ghé thăm, không làm phiền ngài chứ. Không có mới lạ, thẩm tại dã mỉm cười, chắp tay trả lễ, sao lại làm phiền được vương ra đến thăm như rồng ghé nhà tôm, mời vào trong. Mục vô ngân gật đầu, bước vào lâm vũ viện, nhấc chân đi về phía chính viện. Thẩm tại giã giật mình, thầm nghĩ rất có thể Khương Đào Hoa đang trốn trong chính viện, nên vội ngăn hắn lại, vương ra, trong thư phòng của vi thần có một thứ muốn cho ngài xem, hay là di giá đến đó trước. Được, mục vô ngân không phát hiện ra điều gì, cười híp mắt đi vào thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách cạnh bàn sách nhà hoàn mang trà lên, thầm tại giã cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa định gỡ bỏ tảng đá trong lòng xuống thì cái chân để dưới gầm bàn giường như đá phải một người. Thầm tại dã giật thót, cứng người, cúi đầu nhìn xuống. Khương đào hoa đúng là không biết sợ, vén khăn trải bàn ra để lộ khuôn mặt, trột dạ mỉm cười với y. Người này ngốc đến mức đi trốn dưới gầm bàn thay vì trốn ở một nơi rộng lớn như chính viện. Đầu mọc trên cổ rốt cuộc dùng để làm gì? lúc không nên thông minh thì thông minh hơn ai hết lúc cần dùng não thì lại bị ngu ngang nếu điều kiện cho phép thẩm tải giã thật sự muốn thò tay bóp chết nàng lúc nãy tướng ra nói có đồ muốn cho vô ngân xem cảnh vương cất giọng tò mò nhìn y là đồ gì mà khiến ngài nghiêm túc như vậy hít sâu một hơi thẩm tải giã miễn cưỡng mỉm cười cũng không dám đứng dậy mở chiếc hộp bên cạnh đưa cho hắn mời vương ra xem cảnh vương ngây người vội vàng nhận lấy đọc kỹ. Nhân cơ hội này, thầm tại giã cúi đầu, nhau mắt nhìn kẻ gây họa, nói bằng khẩu hình miệng. Nàng chết chắc rồi. Đào hoa suy sụp, vô tội đáp lại y, ai biết hai người sẽ đến thẳng thư phòng chứ. Không phải bình thường đều tiếp khách ở phòng ngoài của chính viện hay sao? Thẩm tại giã, còn trách y nữa, ai bảo nàng làm chuyện vô lý như vậy, trong tình thế hoảng loạn như vậy mà còn suy nghĩ nhiều đến thế, xông thẳng vào chính viện là không có chuyện gì rồi. Cũng may mà bàn sách đã được trải khăn trải bàn, nếu không hôm nay tai họa thật sự sẽ ập xuống đầu. Thấy y tức giận như vậy, đào hoa cũng có chút sợ hãi, đặt hai tay lên đầu gối y, dựa đầu vào đó ra vẻ đáng thương cầu xin tha thứ, chúng ta đều gặp nguy hiểm cả, sao phải trách móc lẫn nhau. Đúng không, ngồi chung một con thuyền mà. Ai muốn ngồi chung thuyền với nàng, thẩm tại giá tức muốn nổ tung, đưa tay véo mặt nàng một cái thật mạnh. Á, à, không ngờ y lại đột ngột làm như vậy, đào hoa vô thức kêu đau. Hả, cảnh vương đang xem chăm chú, nghe thấy động tĩnh, cảm thấy khó hiểu nhìn thầm tại giã tiếng gì vậy. Người ngồi sau bàn mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn, thầm mỗ chỉ hắt hơi thôi, vương ra không cần để ý. Ồ, cảnh vương cúi đầu, cau mày đọc tiếp. Đào hoa xoa xoa mặt, miệng miếu máu, ngồi sồm tê hết cả chân, rất muốn thay đổi tư thế. Xong, chiếc bàn này không lớn, nếu nàng di chuyển rất có thể sẽ đụng khăn trải bàn và gây nghi ngờ. Suy đi nghĩ lại, nàng dứt khoát đưa tay tách hai chân của thầm tại giã ra. Toàn thân thầm tại giã nổi cả da gà, cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt muốn giết người. Đào hoa cười xòa, chống lên chân y, quỳ xuống thật ngay ngắn, sau đó chắp tay thi lễ, thiếp thân thật sự không ngồi xổm được nữa, xin lượng thứ, lỗi lượng thứ tư thế này nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục thẩm tại giã nhắm mắt lại ấn vào ngực mình thầm nghĩ sau ngày hôm nay e là sẽ tổn thọ mất hai năm nếu những thứ này để ở chỗ phụ hoàng thì du vương đệ sẽ gặp họa mất xem xong những thứ trong hộp thần sắc của cảnh vương cũng trở nên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn y tướng gia định làm thế nào thẩm tại giã mở mắt ngẩng đầu cười nói thẩm mỗ phải làm thế nào đương nhiên phải nghe theo lời căn dặn của vương gia Cảnh vương mừng rỡ cười nói, tướng ra vì nước vì dân như vậy, chừng chỉ cái ác đề cao cái thiện, quả thật là tấm gương cho bá quan. Tuy dù vương là đệ đệ ruột của bổn vương nhưng phạm phải tai hỏa tài trời thế này, bổn vương cũng không có lý do gì để bao che. Trường đua ngựa mới được xây dựng, bổn vương sẽ thuyết phục phụ vương đi thị sát một chuyến. Được, thẩm tại giã gật đầu, nếu như vậy, thẩm mỗ đã biết tiếp theo phải làm như thế nào rồi. Cảnh vương cười lớn, đứng dậy đi về phía bàn sách thừa tướng vương gia thẩm tại giã hét lên giơ tay ngăn cản thẩm mỗ gần đây bị nhiễm phong hàn ngài đừng đến gần quá vậy à cảnh vương gật đầu quan tâm nhìn y vậy thừa tướng nghỉ ngơi cho khỏe đi lúc nãy thấy sắc mặt ngài không được tốt bây giờ lại hơi ửng đỏ chắc là sốt cao rồi một lát nữa sẽ có đại phu đến nếu vương gia không còn chuyện gì khác còn một chuyện nữa Cảnh Vương mỉm cười vẫy tay bảo người mang vào một chiếc hộp, đây là minh châu Đông Hải vừa mới được mang đến kinh thành. Nghe nói trong phủ có rất nhiều nữ quyến, bổn vương cũng tặng cho thừa tướng cho có tình nghĩa. Đa Tả, Thẩm Tại giã mỉm cười, đứng dậy định đi tới nhận lấy. Xong, hai chân của y vẫn đang bị tay Khương Đào Hoa giữ chặt, chưa kịp đứng dậy thì Cảnh Vương đã đưa chiếc hộp qua. Tay hai người loạn trò thầm tại giã bất lực nhìn hộp minh châu đông hải sáng lấp lánh rơi vãi khắp sàn như cơn mưa. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.